Sau đây thì xin tận cách thức nâng cấp này. Cấp mà nó thì mấy xuống bằng Professional và đã cài qua để quan sát hạ đâu nâng cấp được yêu cầu đang phải cài nhưng mà nó sẽ mất hết lượng hôm nay thì anh thì có thể cài được từ pháp này thì gọi thì quan sát là không thể nâng cấp được cách thức để sửa thì sau ta sẽ có thể vào trong một cái Black Whiskey nâng xe một chút thì với trường hợp này đây sẽ cứ quan sát về sự vấn đề nguyên về sẽ biểu sẽ cả đây ở chơi à với trường hợp này sẽ để sẽ vào Windows thì sẽ đi vào cái máy chủ để nó sẽ tiến hành vào Google Machine nó sẽ vào Drive System không nó sẽ software Microsoft thì mình ứng dụng Windows ND ở đây và ở Chrome version thì bạn được xếp bày thành cái này tôi sẽ thành Professional đó và đây cũng vậy cũng chưa xem đến Professional đó cho rằng là để coi là máy ta vẫn đang vẫn đang bản đấy về sẽ tiến hành chạy setup lại một lần nữa về setup cũng đã chạy rồi thì về sẽ cho nó chạy. Đây thì người ta sẽ làm như thế vậy là sẽ không có update để tránh trùng tránh mất thời gian thì chọn update đây đó khi mà cái thanh này khi các bạn thấy cái thanh màu xanh nó chạy ngay nó nhảy là ở đây có nhất là nếu mà các bạn vào cái setting command lên đến bước này rồi các bạn không thấy cái thanh màu xanh này nó chạy ngay thì nó sẽ có cần kết thúc đấy. Thế cần phải động lại thì là xe bây giờ không lại xong sẽ trả một lần nữa. Chúng ta chúng ta tại phần bảo mật ở bên sẽ tiếp tục như rồi đấy khóa cái ra cái hình này ngay bây giờ ta sẽ chung cũng phải mất rất nhiều thời gian thời mình tại sao mình làm cho ban đêm để trong quá trình ngủ sẽ nâng cấp sau một đêm dậy thì nó sẽ xong hết vì cam bản của tôi sẽ lâu hơn chúng ta sẽ để nguyên này và sáng mai nó sẽ hoàn thiện đó nói chung là nó ghi là phải mất 10 tiếng nó hoàn thành đấy thì nó sẽ cũng phải nó là khá là lâu với chứ mà mình sẽ đi ngủ và sau một đêm dậy là coi là xong hết luôn. Sau khi mà trên công ta sẽ cầm một sản phẩm ta sẽ skip nó ta sẽ không có cái đều muốn chọn cho nó cả update sẽ nhận nhưng còn sự đình đồng hồ vẫn để hề có thể dùng phần trong trình đài đã xong nâng cấp cũng đã xong cách thức nâng cấp cấp xuống bản trước mà không mất dữ liệu cần làm cách theo mình các bạn có thể hạ cấp xuống những cái bảng trước đó bất kỳ thắc mắc gì vấn đề gì hãy truy cập vào giới thiệu của mình để xem số điện thoại và đồng thời cả Facebook của mình và email của mình. Email có thì bạn có thể liên hệ qua email nếu có bất kỳ thắc mắc, vấn đề thắc mắc gì.